Đây to. Úi giời, nắng này hay thế. Cọc kênh. Bây giờ chị Yến tập mới thêm một cây nữa luôn đó. Không có đâu. Đâu? Đâu? Cây này. Ra chưa? Ở đây nữa. Cân nào, ốp phần tường thử xem. Nó sẽ rủ như thế này. Ok đấy bạn. Thế là còn cây gì nữa nhỉ? Một cây trầu bà xanh kia nữa và hai cây vạn niên thanh. Đi tìm đi, xem có cái bụi nào to là một bụi đấy. Đây, đây, cái này nó hợp với cái kia. Là lâu ngày nó dắt vào đây rồi. Treo nó vào cái khe rồi nó dắt. Trước khi trồng thì tỉa bớt lá vàng đi cho nó đỡ. Quay cả khách chồng luôn. Giờ vâng. Ê, vườn. Thì là có nhiều khách nhà mà chuẩn bị mua rồi thì người ta chỉ xem ảnh thôi, còn những cái người mà đang nghiên cứu thì người ta sẽ xem cái này. Rồi nhiều lúc đến công trình thi công lắp đặt vào thì bên em quay lại nữa. Thì khách hàng sẽ dễ tưởng tượng là ở nhà mình thì lắp có sẽ thế. Và sau này gặp những cái khách mà có cái vị trí y hệt thì đấy thì gửi clip. À, xem video thì nó tưởng tượng hơn là xem ảnh. Này chỉ quay một lần thôi nhưng sau là khách hàng biết. Khoan.
kê đấy bạn. Là hai cây bán như thanh nhá. Bắt ghế lên dưới đấy, có ghế này. Để cây xuống. Đây hả? Lấy cái này nhá. Ủa, hay thế nhỉ? Mình đặt hẳn vào trong này à? Đây là to. Đây là to. Úi giời, nắng này hay thế. Cọc kênh. Đâu? Đâu? Cái này bé. Cho nó tự. Nhà hai cái bé vợ cho cân nhau chứ không nhầm một cái to là ấy. Cái to quá là cái to cái bé. Để xem. Có hai cây bé. Hay là cho cây rưỡi. Không, chứ hai cây bé tôi gọi bầu nó cho sợ. Thế đây. Thế cái đây. Đấy, cây này với cả kia không có, nói chung là vàng vàng là được. Vàng vàng. Rồi nó giải ra mà. Rồi, kia như có một cây nữa mà nó xong. Không. Ok, cây bé quá. À vâng, cái từ xuống. Ê, đằng trên đi. Bé quá. Nó phải đều nhau một tí nữa. Đây. Ờ. Đây cái này về bác Tùng sắp được cái này nữa. Ở đây có bác. Đâu? Cái đấy á? Cái đấy dài nhỉ? Cái đấy dài, có dài đấy. Ờ đây. Có dài đấy. Cái dài này thì chỉ có lắp cái cây này là hợp thôi. Có một cây kia nó bé luôn. Cây kia nó bé. Cái lòng bây giờ hết rồi. Đúng rồi. Thế thì thôi cứ lấy cây dài đấy xong cần thiết cho thêm cây kia mà. Cứ lắp vào xong bẻ cây kia cho thêm vào. Cái này lấy đôi cái này. Cái này có vằn không? Cái này cũng hơi vằn chuyển hình trực tiếp xuống. Xem nào. Thử xem. Được. Nếu thì thế thì cây kia hơi vằn cứ cho vào. Cái này ngắn quá. Ừ, cái này ngắn. Kia cũng có cây ngắn nhỉ. Chứ phải bắt xem cây này ngắn như có to. Cây đấy thì bảo ngắn nhưng mà to thì cũng không to lắm được. Vâng, chúng tôi lấy cái này thì hơi vằn được. Có đứng cây này cho khều kia sau. Cái này thì nó còn cân nhau. Đúng không? Ôi, hai cây đây này, cái kia bỏ. Dâu chính ở chỗ dài nhất này. Đấy. Không cái gì nhanh tay đúng không? Cứ tay chơi là đất khô tay nhanh nhất. Chạy ra trước. Ủa. Cái này chính là nó cũng không ăn nhiều đất đâu. Đất gần như để giữ chứ còn này là nó nước là chính. Đấy. Chưa? Con này chưa? Treo này được hợp lý chưa? Đấy.
mọi người nhìn. Sau này nếu phải... Bạn là người yêu cây, bạn muốn được giải đáp mọi thắc mắc về kỹ thuật chăm sóc cây cảnh, hãy tham gia vào group bằng cách tìm kiếm cộng đồng cây cảnh trẻ hàng trên Facebook. Hãy đúc chuột vào mục tham gia nhóm để được tương tác bài viết với chúng tôi nhé.